Hello, và xin chào các bạn đã đến với channel game của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi Cyberpunk 2077 nha. Thì mình sẽ nói thêm là hôm nay mình sẽ làm cái nhiệm vụ phụ. Đó là nhiệm vụ về cái một cái vụ về người đàn bà xứ Mancha. Đây là một cái người làm nghề cảnh sát nha. Thì cái mụ này là được cho là điều tra rất là nhiều vụ buôn lậu. Thì mình là dân giang hồ các bạn. Mình dân giang hồ, mình không thích cảnh sát đâu. Cho nên là giờ là được họ đồng hội của mình là kêu phải đi tìm cái mụ này và tiêu diệt cái mụ này để mụ này đừng có chọ mõm vào cái công việc của mình nữa đấy. Cho nên giờ là công việc này là nó có hai chọn lựa, một chọn lựa là đi trực tiếp mà đi tìm đúng cái người này, còn cái thứ hai nữa nếu mà tìm khó quá thì phải hỏi cái người ở trong chợ, ở trong cái khu chợ này để coi ai biết bà đó không, họ chỉ giùm cho. Rồi bây giờ để mình xem đây nè, cái đường vô chợ này các bạn thấy cái chợ này, mình thấy có nhiều tay giang hồ các bạn, nó mấy thằng đấy không, mấy thằng này giang hồ đó, để mình sẽ scan cho bạn coi nha, xử mấy này có tội phạm nha. Nè mấy thằng này cũng bị bị cảnh sát truy nã nè, thấy không, phần thưởng là 10 đô nè. Mấy thằng này tội phạm hết á. Thằng này tên gì? Tyreclaw Racketeer. Thằng này cũng bị truy nã luôn. Truy nã gì tội gì? Không. Truy nã về tội gì à? Trấn lột hả? Ok các bạn ơi, giờ mình đi mình sẽ đi hỏi những người trong chợ này coi họ có biết nhân vật người đàn bà này ở đâu không nha. Đây Can you just let me like nhà hồ tìm Okay. mấy món đồ đi các bạn ơi, mình kiếm sử dụng đi. Cũng được rồi. I won't buy anything. Hỏi người nhỏ là chúng ta đã biết không? Có ai biết bà Anna Hamil ở đâu không? Chỉ tôi với. Right, I was saying something. Cái thằng này nó nói là phải trả nó 600 đô nó mới nói các bạn ơi. Rồi, nghĩa là đây đến rồi hỏi mình trả tiền cho nó. Nên là mình không đủ tiền rồi nha. Để coi cho mình có bao nhiêu tiền. Mình chỉ có 538 đô thôi. Ok các bạn, vậy thì mình sẽ tới chỗ này, mình cái máy tự động mình bán hàng các bạn. Mình tới đây mình sẽ bán mớ đồ quay, mình kiếm đủ 600 đô. Đây cái máy này máy bán hàng nha. Mình sẽ bán hàng cho nó. Mình lựa cái món nào có giá trị chút xíu đây. Món này nhiêu đô vậy? Chết mẹ, đây đủ 600 đô thôi. Đôi giày này không lẽ bán luôn ta? Không có món nào, trời ơi, đồ đẹp nhưng mà rẻ tiền thế. Đủ khí có một cái hả? Wow. Cái này giống như bán này được 80 đô hả? Thì không vậy. Bán luôn. Được 618 đô rồi. Ok các bạn ơi, coi như là mình đủ tiền rồi, mình sẽ tới mình chi cho đó 600 đô để nó nói với mình. Hình như người này, ông người này người bán thức ăn. Ok, mình tìm thằng thằng da đen nãy đây nè. Ok, tôi đủ tiền rồi nè anh bạn. Right, I was saying something. Đây 600 đô đây, nói đi. Here, talk. Girls renting out a room in this here motel. Right over there. Vậy là con nhỏ đó là nó thuê nhà ở đây các bạn, ở trên lầu nha. Giờ mình biết đường rồi, bây giờ em kiếm nó. Cánh cửa này không vào được, mình sẽ scan lên, dùng con mắt điện tử mình scan lên để mình hack mấy nha. Đây nè, open. Ấy, các bạn thấy lợi hại không? Cái game này rất là hiện đại nha. Cho nên chúng ta phải làm quen rất là nhiều.
Đây ông này là ông tập vụ. Ở đây có cái bàn gì đây? Đụng luôn. Euro dollar tiền. Có một đồng á. Chán nhảy. Lên lầu luôn nè. Wow, đây có gì đây? Như là đạn hay sao ta? Uncommon item components. Đồ vật hiếm. Ok. Ủa, rồi cánh cửa nào đâu? Đường nào đó? Đường này đi hả? À. Nó kêu mình là muốn mở cửa này thì phải dùng technical ability, khả năng kỹ thuật. Khả năng kỹ thuật mình đang 596, vậy mình phải vô mình nâng cấp lên các bạn ơi. 6/6 nha. 6/6. À, bây giờ là nó cho mình ability, technical ability, khả năng kỹ thuật thì có thể đại diện cho kiến thức kỹ thuật của bạn. Nó cho phép bạn mở cửa và sử dụng một số vũ khí. It increase level increase your ammo. Ok. Bây giờ mình bấm để mình tăng kỹ thuật này nha. Ok, mình được 6 rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở cánh cửa này ra nha. À, vậy là đúng nó rồi các bạn ơi. Đúng là con nhỏ này nó miêu tả trong hình ảnh rồi. Để mình mở cái hình... mở cái journal ra coi có phải là nó không. Rồi bây giờ ok, đúng là con nhỏ này rồi, người đàn bà xứ Mancha đây rồi. Bây giờ mình sẽ nhẹ nhẹ mình sẽ rút vũ khí ra mình chơi nó nạp đạn đi bạn, đi nhẹ nhẹ. Ê, nó thấy mình ta. Ơ, nó thấy mình. Chết mẹ, nó thấy mình, nó thấy mình, nó thấy mình. No! Stop! Not one more fucking step! Stop! Not one. Oh man, thấy mình rồi. Trời ơi, dữ vậy? Má con nói là người cảnh sát mà không dễ ăn đâu. Oh yeah! Súng bắn chậm quá. Đâu rồi, nó đâu rồi? Nó núp rồi nha. Mày headshot đi, headshot mẹ mình. Trời ơi má, cái má này má dữ quá, tính nó lén, nó phải lén không được nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đâu rồi mày? Quá, nó thiếu rồi, nó không bắn trả rồi. Wow, công việc đã được cập nhật rồi, coi như là thành công rồi, coi như là nó chết rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình phải đi khỏi cái nơi này, nhưng mà trước tiên đó mình coi nó có gì không, tiền không lụm coi. Power weapons allow you to control direction. Mình lụm được một cái vũ khí quyền lực của nó nè. Lụm, khoan khoan, để coi mình mới lụm cái vũ khí nào, mình mới lụm được cái gì của nó nè. Chưa thấy, chưa, không có vũ khí. Giờ mình sẽ mở mấy cánh cửa này ra, mình kiếm ở trong nhà nó có tài sản gì không. Đấy nha. Tụi cảnh sát mà nó giữ, nó cũng giữ như là GTA 5 các bạn. Cho nên là lơ mớ mà làm giang hồ, lơ mớ là nó bắn thấy mẹ luôn á. Nó đuổi nó dí dữ lắm. Lụm đồ đi, toàn là cái gì linh tinh lụm đi. Rồi bây giờ là nhiệm vụ của mình, cái này gì đi. Netrunner Group. Như cái hệ nhớ của nó. Đọc tin nhắn nè. Ok. Rồi bây giờ nhiệm vụ của mình là phải trốn khỏi cái nơi này các bạn ơi, để trước khi cảnh sát tìm ra. Coi như là mình đã tiêu diệt con nhỏ này rồi. Chạy chạy thôi. Chạy chạy luôn, chạy luôn. Không biết mình ra đây mình có bị nó bắt lại không ta. Ô chết mẹ rồi, chỗ như cảnh sát phát hiện rồi. Chắc mình phát hiện sao? Mình thấy người dân người ta bị quản. Ủa đâu rồi, chỗ nào đi ra? Chạy các bạn ơi, chạy chạy chạy. Thôi. Rồi mình đã thoát khỏi chỗ này rồi.
bây giờ Regina đã gọi cho mình trả lời đấy. Real shame about that cop. I thought you'd handle things. À, thì ra con nhỏ này nó thuê mình, chính con nhỏ này là nó thuê mình làm nhiệm vụ đó rồi. Get closed. For me, it's an action. Thực hiện những cái nhiệm vụ như thế này sẽ thưởng cho các bạn coi như tín dụng đường phố, build your street cred. Hãy xây dựng tín dụng đường phố của bạn để tạo một cái danh tiếng cho bạn trong thành, trong thế giới Night City này. Làm như vậy sẽ mở ra nhiều cơ hội cho bạn. Ok. Bây giờ là nó kêu mình phải chạy tới chỗ thằng Jackie các bạn. Nhưng mà bây giờ là mình coi cái... Ơ chết mẹ, nhìn vô cảnh sát được hay sao á? Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, cảnh sát được. Mẹ ơi. Tự nhiên bị cảnh sát được chứ trời. Đây, mượn xe chạy đi. Trốn đi. Ê, cho mượn xe đi, mượn xe trốn cảnh sát đi. Chạy, chạy thôi, chạy nơi nào. Hình như là mình thoát được cảnh sát các bạn ơi. Ôi da. Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình sẽ tạm dừng video tại đây, coi như mình đã làm được một cái nhiệm vụ phụ đó rồi. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên cho mình một đăng ký, một like, một comment nha. Và xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.